yêu không yêu yêu. Hello cả nhà, thì nãy chơi thôi chứ đang lặt cánh hồng đó, thì không biết có ai chơi cái trò yêu không yêu lặt cánh hồng như Yến không ha. Thì sau đây Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách để cắm một cái lẵng hoa hồng hoành tráng như thế này, hình trái tim ha, với màu hồng da rất là sang, kết hợp với những cái hoa như là hoa thạch thảo trắng nè, hoa mimi trắng nè, và những cái lá đệm rất là dễ tìm kiếm ở ngoài chợ. Thì với cái lẵng hoa này mình có thể áp dụng, thứ nhất là tiệc cưới, thứ hai là tiệc chúc mừng, thứ ba là tiệc sinh nhật ha. Rồi, và cái lẵng này nếu như mà cả nhà cắm để mà kế bên cái chỗ mà thùng tiền đựng đám cưới nè, hoặc là kế bên cái tấm hình của cô dâu chú rể á, thì rất là dễ thương luôn. Thì cách làm cái bên cái lẵng này như thế nào ha, mời mọi người xem clip sau đây. Giờ thì đầu tiên là Yến sẽ cắm lá đệm trước ha. Và sau đó Yến mới cắm từng bước từng bước. Thì lá đệm đầu tiên là Yến sử dụng là lá này gọi là lá nguyệt quế. Một là mình có thể viền bằng lá thiết mộc lan, nhưng mà với cái kiểu cắm hoa sau đây của Yến là Yến cắm kiểu phong cách tương đối là hiện đại á, cho nên nếu mà mình lấy lá thiết mộc lan thì nó không được sang cho lắm, nó kém sang. Theo ngôn ngữ tin là dùng từ gọi là kém sang. Cái lẵng này thì mình có thể sử dụng cho tiệc cưới hoặc là tặng sinh nhật, nói chung là cũng lớn á, sinh nhật này chắc cũng phải sinh nhật lớn á. Rồi, Yến sẽ sử dụng thêm dương sĩ ha. Sĩ thì mình sẽ cắm dạng đứng lên như thế này ha. Mình cũng cắm sang kẽ để mình che cái phần xốp đi. Bởi vì là cái bên đây là mình đã phủ cái gọi là nguyệt quế rồi, thì cái mé bên trong này thì mà Yến sẽ sử dụng gọi là dương sĩ ha.
khi mà mình mà cắm cái lá đệm trước như thế này nè, thì khi mà mình cắm hoa lên á, mình sẽ cố định được hoa nó dễ hơn. Mình còn nếu mà mình cắm hoa trước mà mình gọi là cắm lá đệm sau á thì hoa nó rất là dễ chạy. Với lại mình cũng bị dễ dập hoa nữa. Đây là đinh lăng ha. Đinh lăng mình coi chỗ nào mà cái khoảng cách giữa các hộp xốp nó đang lớn á thì mình cắm vô để mình che nó đi. Và chỗ nào đang thưa lá quá. Rồi bây giờ Yến sẽ cắm hoa hồng nha. Khi mà mình cắm cái lẵng này nè thì mình nên chọn những cái hoa hồng mà nó nở. Cả nhà cứ chừa khoảng trống rồi nha, tí là Yến còn đệm thêm gọi là cỏ đuôi chồn với lại là thảo nữa, cho nên là mình không có sợ ha. Thì anh nào mà làm cái lẳng này mà người yêu là bây giờ yêu ngay, cưới ngay nhá. Cái đùa đó.
Yến cho một cái bông nó nhấn ở đây là để chưa? Đây là trái tim nha. Đây là trái tim. Chứ không phải là tròn nhá. Tại vì trên đây á, nó sẽ rủ xuống cho nên là mình phải hướng cái bông này nó quay về đây. Rồi bây giờ là Yến sẽ đệm thạch thảo vô nha. Thank you.
trái tim. Nước lên nha, cho hoa tươi. Thì cái lẵng này Yến đã hoàn tất xong rồi nha. Sau khi Yến đệm thêm những cái gọi là cái nhấn ở đây, cái nhấn ở đây, thì là mình đã có một cái lẵng hoa trái tim. Thì cái lẵng này sử dụng là khoảng là 50 bông hồng. Thì để mà làm cái lẵng này cả nhà nên mua từ gọi là 60 tới gọi là 70 bông hồng. Để là mình trừ hao trong quá trình mà mình dưỡng hoa thì hoa nó bị héo hoặc là bị gãy vân vân, thì mình vẫn có hoa sinh cua ha, mình không cần phải đi mua. Đó, thì là ý sẽ nhắc lại nguyên liệu cho cái lẵng hoa này hen. Thứ nhất là 60 đến 70 hoa hồng. Cái thứ hai đó là chọn hoa này gọi là hoa mi trắng, với giá là 10.000 một bó ha. Rồi, hoa này gọi là hoa thạch thảo trắng hen. Đây gọi là dương sĩ pháp ha. Đây gọi là cỏ đuôi chồn. Rồi, đây là lá đinh lăng. Và rìa ngoài này là Yến sử dụng là lá nguyệt quế ha. Đó, là cho cái lẵng hoa của mình à, theo phong cách rất là gọi là châu Âu và minh tệ, gọi là cổ điển. Đó, thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái lẵng hoa này nha. Nếu mà cả nhà thích thì nhớ nhấn like ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trên những clip tiếp theo.